Chào mừng các em đến với kênh Hoài Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em tới lớp 8 sách chương trình sáng tạo. Chúng xem bài giảng Hoài Liêm nếu các em khá dễ hiểu. Các em sẽ bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 4 hình bình hành hình khối. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 7 nha. Như vậy là hôm trước mình học tiết 1 tới đến 6 rồi. Em nào chưa xem tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4, tiết 5, tiết 6 thì các em có thể vào kênh Hoài Liêm. Các em sẽ vào danh sách phát toán lớp 8 chương trình sáng tạo các em xem nha. Tiết số 7 mình sẽ làm những bài tập còn lại. Câu số 6 quan sát hình 21 chứng minh rằng EFGH là hình khối. Mình sẽ quan sát hình 21. Như ở đây mình sẽ có là tứ giác ABCD. Mình thấy là có cạnh này. Cạnh AB sẽ bằng CD. Và cạnh AD sẽ bằng BC. Nên đây là một cái hình bình hành có một góc vuông. Đây là hình chữ nhật nhé. Đây là hình chữ nhật nên sẽ có bốn góc vuông. Góc A vuông, góc B cũng vuông, góc C vuông và góc D cũng vuông. Đúng này. Để chứng minh được là EFGH là hình khối, mình sẽ chứng minh bốn cạnh bằng nhau. Để chứng minh hai cạnh bằng nhau thì mình sẽ chứng minh hai tam giác bằng nhau. Bây giờ mình sẽ hai tam giác là HAE và FBE. Mình sẽ chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Được nào? Như vậy sẽ hai tam giác. HAE và FBE có gì? Mình có AH bằng B. Dạ thôi. Giờ tiếp theo mình có góc A bằng góc B bằng 90 độ. Dạ hết luôn. Giờ tiếp theo thì mình sẽ có là AE bằng BE. Dạ hết luôn. Như vậy mình kết luận hai tam giác này sẽ bằng nhau. Hai tam giác vuông này sẽ bằng nhau. Theo trường hợp cạnh góc cạnh. Như vậy ở đây các em xét hai tam giác thì các em để là cạnh góc cạnh. Còn nếu các em để là xét hai tam giác vuông thì mình sẽ để là hai cạnh góc vuông. Đúng không? Như vậy xin nha. Mình sẽ có hai tam giác bằng nhau. HAE bằng FBE. Hai tam giác đây bằng nhau. Hai tam giác vuông bằng nhau. Theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Hai tam giác này bằng nhau thì mình suy ra được là HE sẽ bằng FE. Suy ra tiếp được. HE sẽ bằng FE. Giờ bây giờ mình sẽ chứng minh tương tự, mình sẽ chứng minh là GH sẽ bằng GF. Như chứng minh tương tự. Ta có EF sẽ bằng GF. Giờ GF bằng GH. Như mình sẽ có HE bằng EF. Ở đây mình để EF. Giờ sau đó EF bằng GF. GF sẽ bằng GF sẽ bằng GH. Như mà suy ra là tất bốn cạnh này sẽ bằng nhau. Đúng này. Suy ra tiếp bốn cạnh bằng nhau. Như vậy là HE sẽ bằng E. Sẽ bằng FG. Và bằng G. Đúng này. Giờ bốn cạnh bằng nhau suy ra đây là hình không. EFGH là hình không. Hình hơi là hình có bốn cạnh bằng nhau. Đúng này. Như là mình xem câu số 6. Câu số 6 kèm hiệu bài. Kèm sau hết video hẹp kèm hiệu bài.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 7. Câu số 7 cho hình khối ABCD hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Người ta biết là AC bằng 6 thân mét, BD bằng 8 thân mét, tính độ giả cạnh của hình khối ABCD. Như vậy trước hết các em sẽ vẽ hình khối ABCD. Hình khối là hình có bốn cạnh bằng nhau. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Mình nhớ là hai đường chéo sẽ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, đúng này. Và góc này sẽ là góc vuông. Tính độ dài cạnh hình khối có nghĩa mình sẽ tính AB. Bốn cạnh bằng nhau tính một cạnh là được, đúng này. Như vậy ở đây là hình khối nên hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Như mình sẽ tính OE. Như vậy OE sẽ bằng AC chia 2, đúng này. Đây là hình khối mình sẽ tính OE chứ ta cộng. OE sẽ bằng AC chia 2. AC là 6 chia 2 sẽ bằng 3. Như là OE bằng 3 cm. Giờ sau đó mình có BD mình sẽ tính OB. OB sẽ bằng BD chia 2. 8 chia 2 sẽ bằng 4 cm. Giờ bây giờ mình sẽ áp dụng định lý Pythagore vào tam giác vuông OAB vuông tại O, đúng này. Như áp dụng định lý Pythagore vào tam giác vuông tam giác ABC O B O vuông tại O. Ta có như vậy mà áp dụng định lý Pythagore vào tam giác OAB vuông tại O thì mình sẽ có A bình với bình phương. Bình phương cạnh quyền sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, đúng không? Như AB bình phương sẽ bằng OE bình phương cộng cho OB bình phương. Giờ OE mình tính được là 3, 3 bình phương. OB là 4, 4 bình phương. Giờ 3 bình phương là 9, 4 bình phương 16. 9 cộng 16 là 25. 25 chính là 5 bình phương, đúng không? Như vậy mình suy ra là AB sẽ bằng 5 cm, đúng này. Như vậy mình kết luận độ dài cạnh của hình khối ABCD chính là 5 cm. Giờ như là mình xong câu số 7 nha. Câu số 7 các em hiểu bài, các xong hết video hiểu kinh của bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 8. Cho tam giác ABC căng tại BE. M là trung điểm của BC. Lấy điểm D đối xứng với A và BC. Như vậy trước hết các em sẽ vẽ tam giác ABC căng tại A, có nghĩa là AB sẽ bằng AC và góc ABC sẽ bằng góc ACB. Giờ M là trung điểm của BC, có nghĩa MB bằng MC. Lấy điểm D đối xứng. Điểm D đối xứng với A và BC. Điểm D đối xứng với điểm A và BC có nghĩa là M là trung điểm của AD, đúng này. Chứng minh là tứ giác ABC, ABDC, ABDC là hình khối. Như vậy trước hết các em sẽ vẽ hình đại dương. Như vậy mình thấy là M là trung điểm BC và M cũng là trung điểm của AD. Vậy D đối xứng với A và M và ABC. Như vậy có nghĩa là M cũng trung điểm của AD.
Như vậy là M là giao điểm của hai đường chéo, nên ABDC là hình hình bình hành. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau chính là hình hình không, được nè. Giờ câu A mình sẽ làm nhanh câu A. Giờ tứ giác ABCD, ABDC có, ABDC có gì? Mình sẽ có M là trung điểm của BC. Đề bài cho, đúng này. M là trung điểm của BC. Tiếp theo mình có M là trung điểm của AD. Vì sao? Vì lấy điểm D đối xứng với A, B, C. Đúng không? Và đem các em để giả khí cũng được. Như vậy M là giao điểm của hai đường chéo. Đúng không? Tiếp theo mình sẽ có AD cắt BC tại M. Có nghĩa là M là giao điểm của hai đường chéo CD, ABDC là hình bình hạnh. Mà mình có là AD vuông góc với BC tại M. Mà AD vuông góc với BC. Vì sao? Vì D đối xứng với A qua BC. Nên chỗ này sẽ là góc vuông, đúng này. Nên kết luận là hình này sẽ là hình không, nên ABDC là hình không, đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu B, gọi EF lần lượt là trung điểm của AB và AC. E là trung điểm AB và F là trung điểm của AC. Lấy điểm O sao cho E là trung điểm của OM. Chứng minh hai tam giác AOB, AOB là tam giác này. Và MBO. MBO là tam giác này. AOB là tam giác phía trên bên trái, MBO là tam giác phía dưới bên trái, chứng minh hai tam giác này bằng gì? Như ở đây mình thấy là E là trung điểm của AB, E cũng là trung điểm của OM. Như vậy có nghĩa là tứ giác OAMP là hình bình hạnh. Giờ như vậy mình sẽ có là tứ giác OAMB có hai đường chéo chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì đây là hình bình hạnh. Góc bên đây là góc vuông thì bên đây cũng là góc vuông. Góc này vuông cũng đây, góc O này cũng sẽ là góc vuông. Vậy hai góc đó có hình bình hạnh sẽ bằng nhau. Hai góc này cộng là bằng 180 thì hai góc còn lại, góc A sẽ bằng góc B. Sẽ bằng 180 độ chia cho 2. Quy tổng bốn góc bằng 360, hai góc này 180 thì hai góc kia cũng bằng 180. Đúng này. Như vậy có nghĩa là bốn góc đều bằng 90 độ. Giờ bây giờ chứng minh hai tam giác bằng nhau, đúng không? Mình sẽ xét hai tam giác vuông là AOB và MOB thì mình thấy là có gì? Mình sẽ có là AO sẽ bằng MP,
hay cạnh đó hơn bình hạnh. Giờ tiếp theo có OB là cạnh trục xi hay tam giác bằng nhau, đúng nè, hay tam giác vuông mặt nhỉ, đúng nè. Giờ như vậy câu B mình sẽ làm như sau. Như vậy là E là trung điểm của OM. Giờ khiết cho E là trung điểm của AB. Giờ khiết cho luôn, đúng nè. Như E là trung điểm của hai đường chéo, đúng nè. Như vậy tứ giác. OE MP có gì? OM và AB cắt nhau tại E. OM và AB cắt nhau tại E. Đúng nè. Tiếp theo mình sẽ có E là trung điểm. Của OM và AB giả thiết cho. CG. Tứ giác này là hình bình hạnh. OAMP là hình bình hạnh. Đúng nè. Hình bình hạnh thì hai góc đối sẽ bằng nhau, đúng này. Như vậy góc bên đây là bằng 90 độ thì góc này cũng bằng 90 độ, đúng này. CG tiếp. Góc M bên đây chính là AMP. Góc O bên đây là AOB, góc AOB sẽ bằng AMB bằng 90 độ. Như vậy góc AOB sẽ bằng AMB. Sẽ bằng 90 độ. Đúng này. Giờ hai góc này bằng 90 độ, có nghĩa là tổng hai góc này bằng 180. Như vậy góc E cũng bằng góc B bằng 180 độ chia 2. CD góc E sẽ bằng góc B. Góc E chính là O OEM sẽ bằng góc OBM luôn. Sẽ bằng tổng bốn góc bằng 360, đúng không? Trừ cho hai góc kia là 90. Trừ 90. Giờ chia cho hai. Sẽ bằng 90 độ. Như vậy bốn góc đều bằng 90 độ, đúng này. Giờ bây giờ mình xếp hai tam giác nhé. Giờ xếp hai tam giác vuông. Xếp hai tam giác vuông. AOB. AOB và MPO có hai tam giác vuông này mình sẽ có là AO bằng MP. AO bằng MP. Đây là hai cạnh đối cân bình hạnh, đúng này. AO bằng MP. Vì sao? Vậy tứ giác này là hình bình hạnh. Tiếp theo mình sẽ có O
Bảo vệ chủ. Giờ gì mà hai tam giác vuông này sẽ bằng nhau theo trường hợp là hai cạnh góc vuông. Hai tam giác vuông bằng nhau theo trường hợp hai cạnh góc vuông. Giờ như mình đã chứng minh hai tam giác bằng nhau. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu C. Các em ghi phần xong câu B mình sẽ làm câu C. Giờ như vậy câu C thì mình sẽ chứng minh tứ giác là AE, MF là hình khối. Để chứng minh đây là hình khối, mình sẽ chứng minh bốn cạnh bằng nhau. Mình có ME, E là trung điểm AB. Như vậy ME sẽ là đường trung tuyến ứng với cạnh quyền. Tam giác ABM vuông tại M. Thì đường trung tuyến ứng với cạnh quyền trong tam giác vuông sẽ bằng nửa cạnh quyền. Có nghĩa ME sẽ bằng nửa của AB. Và AE cũng bằng phân nửa của AB vì E là trung điểm AB. Đúng không? Như vậy có nghĩa là ME sẽ bằng AE, hai cạnh này bằng nhau. Tương tự mình sẽ chứng minh là MF sẽ bằng phân nửa AC, đường trung tuyến ứng với cạnh quyền trong tam giác vuông. Và tiếp theo là FA cũng bằng phân nửa của AC, có nghĩa là MF sẽ bằng FA, hai cạnh này bằng nhau. Như vậy mình có là AB bằng AC luôn, vì tam giác ABC căng tại A. Như vậy có nghĩa là AE sẽ bằng AE luôn. Như cạnh này bằng cạnh này, cạnh này bằng cạnh này, cạnh này bằng cạnh này, chia cho bốn cạnh bằng nhau. Đúng này. Giờ như vậy mình sẽ làm câu C. Ta có ME sẽ bằng phân nửa của AB, có nghĩa là AB chia 2. Hoặc là các em để 1 phần 2 của AB cũng được nhé. Đây là đường trung tuyến ứng với cạnh quyền. Đường trung tuyến ứng với cạnh quyền sẽ bằng nửa cạnh quyền, đúng không? Và mình sẽ có là AE cũng bằng AP chia 2 vì E là trung điểm AP. Nhưng mà CE là hai cạnh này bằng nhau, ME sẽ bằng AE. ME sẽ bằng AE bằng AB chia 2, đúng này. Ở đây mình sẽ đánh số 1 nha. Tiếp theo ta có mình sẽ chứng minh tương tự. MF sẽ bằng phân nửa của AC, đúng này. MF sẽ bằng phân nửa AC, có nghĩa là AC chia 2 hoặc là các em để 1 phần 2 của AC cũng được. Đây là đường trung tuyến ứng với cạnh quyền rồi. Và mình có gì nữa? Mình sẽ có là AF bằng phân nửa của AC luôn. AF bằng phân nửa của AC có nghĩa là AC chia 2. Vậy F là trung điểm của AC. Đúng này. CE là MF sẽ bằng AE qua bằng AC chia 2. Ở đây mình đánh số 2. Mà mình có là AB bằng AC. Vì sao? Vì tam giác ABC căng tại A.
Để bàn cho đúng này. Lên đây đến số 3. Từ 1, 2, 3 chia là 4 cái cạnh này sẽ bằng nhiêu? Chia. Bốn cạnh này bằng nhau. ME sẽ bằng AE bằng MF bằng AF luôn. Bốn cạnh bằng nhau, kết luận là tứ giác này là hình không. Đúng này. CE là AE MF là hình không. Giờ như là mình xong câu số 8. Câu số 8 khá dài đúng này. Giờ câu số 8 kem hiệu bài, kem xong khích video hẹp kem hiệu bài nha. Giờ cuối cùng thì mình sẽ làm câu số 9, tìm các hình bình hành và hình khoang có trong hình 22. Giờ để làm câu này thì các em sẽ đặt tên. Mình sẽ đặt tên A, B, C, D, E, F. Giờ sau đó mình sẽ gọi tên hình bình hành. Đúng này. Như vậy ở đây thầy sẽ đặt tên. Giờ ở chỗ này mình sẽ đặt là điểm A đi. Đặt tên sau đó mình sẽ gọi tên mới được nha. Nếu không có tên thì mình không thể làm được đúng này. Mình không thể dùng tay chỉ trong cái được đúng này, mình phải đặt tên. Mình sẽ kèm đặt tên các đỉnh. Giờ sau đó mình sẽ gọi tên các hình khoang và hình bình hành tương ứng đúng này. Giờ như vậy mình sẽ có các tên là A, B, C, D. A, B, C, D. E. F. G, H. Giờ y z k đúng này, các em sẽ đặt tên. Giờ sau đó mình sẽ hình bình hành thì mình thấy là có hình bình hành nào a b g f là hình bình hành đúng này. Giờ như vậy là sau khi đặt tên thì các em sẽ gọi tên ra đúng này. Giờ các này hình nào là hình bình hành mình gọi tên, ví dụ mình sẽ có hình bình hành a b g f là hình bình hành, a e k y sẽ là hình bình hành đúng này. Giờ hình khoang là hình có hai cạnh song song với nhau đúng nè. Giờ phần này dễ, các em sẽ tự làm nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng và hiệu ứng khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tập, tạm biệt các em nha.